Cố đô Huế một ngày thu trong xanh, những ánh nắng hiền hòa chiếu qua tán lá bồ đề cổ thụ, phủ bóng khoảng sân rồng ngôi tổ đình từ đàm cổ kính. Cảnh vật tĩnh lặng, bình yên không lời, như dáng người vẫn còn nơi đây, như tâm người đã hòa vào với đất trời quê hương, với tâm linh trong dòng chảy trường tồn của Phật Pháp. Cổ trưởng lão Hòa Thượng Thường Trí Hà Quang, bậc chân nhân sáng người đạo hành, với cả cuộc đời tu hành vĩ đại, cống hiến quên mình cho đạo Pháp, cho dân tộc. Người đã để lại cho hậu thế những công trình dịch thuật đồ sộ quý báu, gắn liền với tấm gương bất tuyệt về hành nguyện dẫn thân, hoằng dương chánh pháp, bảo vệ, gìn giữ và phát triển Phật Pháp, gìn giữ những lời dạy cao quý thiêng liêng của Đức Phật gửi lại cho muôn đời. Trải qua bao thăng trầm với lịch sử, sau 97 năm chủ thế, 72 Hà Lạp, Cổ trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang đã thuần thị vô thường, an nhiên viên tịch tại phương trường Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế. Thực hiện theo di nguyện của Cổ trưởng lão Hòa Thượng, chư vị Pháp tử tại Tổ đình Từ Đàm đã trang nghiêm cử hành nghi thức lễ tang với sự giản đơn, thanh tịnh, mang tinh thần giải thoát chốn thiền môn. Hàng nghìn người con Phật thành tâm cung kính, phụ phục trước giác linh ngài, cũng như hàng triệu trái tim Phật tử khắp nơi trên thế giới cùng hướng về chúng tổ để cúi đầu đảnh lễ bậc đạo sư giữa muôn người. Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức lãnh đạo giáo hội các tỉnh, thành phố, chư tôn đức tăng ni khắp nơi trong và ngoài nước cùng quý Phật tử đã thăng lâm về dự lễ nhập kim quang Cổ trưởng lão Hòa Thượng. Thầy thanh thoát như mây như gió, đạo hành vần trăng tỏ lung linh, giới thân huyền màng quang minh, một đời mô phạm chúng sinh cúi đầu. Lễ viếng được tổ chức giản đơn, không có vòng hoa hay phụng điếu, và các lễ tuần thất, trăm ngày, tiểu tường, đại tường, chỉ tụng một trong các kinh Địa Tạng, Kim Cương, Bồ Tát Giới, Pháp Hoa và Thủy Sám, đúng như di nguyện của ngài. Trước giác linh của Cổ trưởng lão Hòa Thượng, chúng con thành kính đảnh lễ cúi đầu, nguyện cầu giác linh ngài cao đăng Phật quốc. Chúng con xin được lược đọc tiểu sử về cuộc đời của ngài. Cổ trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang là một bậc danh tăng Việt Nam thời hiện đại. Ngài sinh năm Quỷ Hợi 1923 tại làng Diêm Điền, Tổng Long Đài, Phủ Quảng Ninh, nay là phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngài xuất gia năm 1936 với Đại sư Hồng Tuyên ở chùa Phổ Minh, sau đó vào kinh đô Phủ Xuân tu học và gắn bó với Phật giáo Cổ Đô. Đặc biệt Phạm Đàn năm 1963 xuất phát từ Huế trong tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2507. Cổ trưởng lão Hòa Thượng là tác giả của nhiều công trình giảng luận Phật Pháp, luật học của người xuất gia, là nhà phiên dịch chủ giải nhiều kinh điển Đại Thừa, sám pháp, luận sở của chư vị Bồ Tát, chư Tổ sư và hàng trăm bài khảo luận, dựng lại tinh thần Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, làm nền tảng cho Phật học và thái độ ứng xử theo chánh pháp. Trong đó phải kể đến những kinh điển Đại Thừa do Hòa Thượng dịch giải với những ngôn từ uyên bác, sâu lắng, trở thành pháp bảo cho nhiều thế hệ về sau như Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cương, Kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Sám, Hệ Thống Luật và Luận Tạng, cũng như nhiều tác phẩm có giá trị được trực tác, phiên dịch trong nhiều năm tháng ngài ở một mình trong thiền thất. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng ngài vẫn không ngơi nghỉ. Năm 2013, ở tuổi 91, Cổ trưởng lão Hòa Thượng đã trở về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chốn cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch. Ngài cũng đã về thăm lại nơi chôn nhau các rốn, nơi được bổn sư thị đồ xuất gia, thăm lại một phần của sông thân ở Quảng Bình. Cổ trưởng lão Hòa Thượng được bổn sư Phụ Pháp Thiền Tông Lâm Tế, Thiền Hề Đạo Mân Quốc Sư lưu xuất từ Tổ sư Nguyên Thiều với pháp danh Nhật Quang, pháp từ Trí Hải, pháp huy Thiền Minh, đạo hiệu Trí Quang là do giáo thọ sư của ngài là Đại sư Trí Đồ Bang.
Cả cuộc đời vĩ đại hy sinh cho Phật pháp của Ngài sẽ còn sống mãi trong tâm thức của hàng hầu học, để giữa bao nhiêu khăn khó, tất cả vẫn một lòng chung tay, đoàn kết xây dựng lại chánh pháp cho muôn đời sau. Chúng con nguyện tu hành tinh tấn, khi gian nan kiên nhẫn vượt qua, hoặc khi cảm dỗ hiện ra, nhớ thầy nên quyết lãnh xa lỗi lầm. Giác linh của cổ trưởng lão hòa thượng được công ngưng từ phương trưởng tổ đình Từ Đàm. Từng bước chân đi, từng lời niệm Phật trang nghiêm thành kính, trong từng hồi chuông trống bát nhã trầm lặng vang vọng lan xa, như nâng bước chân Ngài trở về với cõi Phật bình an tự tại, thanh thoát đến vô cùng. Ngài đã đến như thế và Ngài đã đi như thế, như hạt bụi bay vào vũ trụ mênh mông, như giọt nước đã hòa vào cùng trăm biển, mãi mãi chỉ còn lại con đường vô ngã thiêng liêng. Chúng con nguyện tu hành tinh tấn, khi gian nan kiên nhẫn bước qua, hoặc khi cảm dỗ hiện ra, nhớ thầy nên quyết tránh xa lỗi lầm. Thân trì giới và tâm tập định, ngàn oai nghi tị hành nhiệm thâu, công phu bãi sám chuyên sâu, đại sen lệ Phật lúc nào giảm quên. Ôi còn đó nụ cười từ ái, di ảnh thầy thư thái trang nghiêm, chúng con dâng tròn trái tim, kính thương thầy cả nội niềm trùng khơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.